chào quý khán thính giả. Hôm nay là ngày thứ 6, 17 tháng 2 năm 2012. Chương trình phát hình của bản tin qua tin đốn gồm có phần tin đáng chú ý, bản tin phân tích thời sự với Thi Nga, cuộc phỏng vấn đặc biệt của Võ Thành Nhân với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, và sau cùng là tiết mục chính trường Hoa Kỳ với bình luận gia Đại Dương và luật sư Phan Quốc Cường. Phần tin đáng chú ý được mở đầu với những tin sau đây. Quốc hội tiến tới việc chấm dứt cuộc tranh đấu về cắt giảm thuế lương bổng. Căng thẳng với Iran gây nên lo ngại về an toàn cho Hoa Kỳ, nhưng viên chức tình báo cho biết sẽ không có tấn công. Giám đốc tình báo Hoa Kỳ cho biết Al-Qaeda gia tăng tại Syria có quan hệ quyền lợi với Iran. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin Quốc hội tiến tới việc chấm dứt cuộc tranh đấu về cắt giảm thuế lương bổng. Quốc hội chuẩn bị sẵn sàng để biểu quyết việc gia hạn cắt giảm thuế lương bổng cho 160 triệu công nhân và quyền lợi thất nghiệp cho những người bị mất việc lâu ngày nhất, là một sự xúc tiến mà nhiều nhà lập pháp hy vọng cuối cùng sẽ chấm dứt cuộc tranh chấp đã chi phối Hoa tình đốn kể từ mùa thu năm ngoái. Các nhà lập pháp hy vọng Thượng viện và Hạ viện sẽ bỏ phiếu hôm nay về bộ dự luật trị giá 143 tỷ Mỹ Kim, vốn cũng sẽ ngăn chặn việc cắt giảm sâu nặng khoản bồi hoàn tiền Medicare cho các bác sĩ. Việc cắt giảm thuế, bảo hiểm thất nghiệp và tiền trả cao hơn cho các bác sĩ sẽ được gia hạn cho tới hết năm 2012. Việc gia hạn 2% cắt giảm trong khoản thuế an sinh xã hội, 6% của lương bổng, sẽ tiết kiệm khoảng 80 Mỹ Kim mỗi tháng cho những ai làm lương 50.000 Mỹ Kim một năm. Khối đa số dân chủ ở Thượng viện hy vọng cần có hơn 10 thượng nghị sĩ Cộng hòa để đạt được túc số 60 phiếu cần thiết nhằm xúc tiến dự luật. Việc giảm thuế an sinh xã hội trong lương bổng, vốn sẽ được khấu trừ vào chi phiếu lương công nhân, sẽ tốn kém 93 tỷ Mỹ Kim qua tới năm 2022. Trong sự nhượng bộ bất ngờ vào tuần này, phe Cộng hòa tại Hạ viện đã từ bỏ đòi hỏi rằng việc cắt giảm thuế phải được trang trải bằng việc giảm bớt chi tiêu. Trong thắng lợi của đảng Cộng hòa, việc bảo hiểm cho những người thất nghiệp lâu ngày sẽ bị cắt bớt từ thời gian tối đa hiện tại là 99 tuần lễ xuống còn mức tối đa là 73 tuần vào mùa thu năm nay tại những tiểu bang có thị trường việc làm tệ hại nhất và là 63 tuần lễ tại những nơi có tình trạng việc làm khá nhất. Khoản tốn kém 30 tỷ Mỹ Kim cho những quyền lợi triển hạn sẽ được trang trải phân nửa bởi việc chính phủ bán ra những phần phát sóng trên toàn quốc và phân nửa còn lại bởi việc đòi hỏi các công chức liên bang được tuyển dụng sau năm nay phải đóng góp thêm 2,3% tiền lương của họ cho quỹ hưu bổng, tức là tăng lên từ mức 0,8%. Hạ viện thông qua dự luật về Keystone, nhưng hành động tại Thượng viện không chắc chắn. Hôm qua, Hạ viện đã thông qua dự luật năng lượng sẽ dành lại sự cho phép thực hiện đường ống dẫn dầu Keystone XL, gây tranh cãi trị giá 7 tỷ Mỹ Kim từ tay Tổng thống Barack Obama, là người đã đình hoãn dự án này. Dự luật này vốn là một phần trong nỗ lực lớn hơn của phe Cộng hòa ở Hạ viện để tài trợ cho các dự án xa lộ và hạ tầng cơ sở, cũng sẽ nới rộng việc khoan dầu ngoài khơi và mở ra các phần của Arctic National Wildlife Refuge cho việc khoan dầu. Trong khi việc chấp thuận dự luật về Keystone tại Hạ viện được kỳ vọng rộng rãi, những gì sẽ xảy đến cho một dự luật tương tự tại Thượng viện do phe Dân chủ kiểm soát lại không rõ ràng. Phe Cộng hòa đã nắm lấy vụ đường ống dẫn dầu từ Canada sang Texas này như là phương cách để chỉ trích ông Obama về sáng kiến tạo ra việc làm của ông và những chính sách năng lượng của ông trong cuộc tranh cử năm 2012. Sau hàng loạt phản đối của các tổ chức môi sinh, hồi tháng rồi ông Obama nói rằng vụ đường ống này cần có thêm duyệt xét về môi sinh cho một phần đường ống chạy qua Nebraska, là nơi mà chính quyền tiểu bang đã bác bỏ lộ trình đề nghị ban đầu. Phe Cộng hòa cho rằng dự án sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm. Các tổ chức môi sinh vốn mong muốn loại bỏ dự án này vì họ cho là bãi dầu Canada sẽ sản xuất ra nhiều ô nhiễm, cũng nói rằng con số việc làm đó bị thổi phồng. Trong khi đó, ông Obama đã đe dọa phủ quyết dự luật của Hạ viện về điều khoản liên quan tới dự án Keystone. Căng thẳng với Iran gây nên lo ngại về an toàn cho Hoa Kỳ, nhưng viên chức tình báo cho biết sẽ không có tấn công. Chính phủ Hoa Kỳ lo ngại rằng Iran sẽ xem xét tới một cuộc khủng bố tấn công vào lãnh thổ nước Mỹ, nhưng không có mối đe dọa cụ thể hay đáng tin cậy nào về một âm mưu như thế. Cảnh sát từ Los Angeles cho tới New York đều nói rằng họ lo âu về những mối nguy cơ đó, mặc dù một viên chức tình báo kỳ cựu Hoa Kỳ đã trấn an quốc hội rằng Iran sẽ không tấn công. Các viên chức thi hành luật pháp theo dõi kỹ lưỡng những tay điều hành Iran hay bất cứ ai có liên hệ với tổ chức khủng bố đại diện nước này là Hezbollah, khi mối căng thẳng đang leo thang giữa lúc có những cuộc đặt bom ở nước ngoài và cuộc đàm phán gây go của chính phủ Iran về chương trình năng lượng hạt nhân của họ. Chủ tịch Ủy ban Nội an Hạ viện là dân biểu Peter King cho biết rằng Hezbollah và Iran có khả năng tấn công bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Ông King nói rằng ông đã nhận được hai cuộc tường trình về mối đe dọa của Iran trong hai tuần qua.
Ngược lại, người cầm đầu cơ quan tình báo quốc phòng là Trung tướng Ronald Burgess cho Quốc hội biết hôm qua rằng cơ quan của ông tin là Iran không tạo ra hay có ý định kích động một cuộc xung đột, mặc dù ông nhận biết rằng Iran có thể toan tính phái ra các điệp viên khủng bố trên khắp thế giới. Bộ trưởng Bộ Nội an Janet Napolitano tổ chức một cuộc họp trên điện thoại hồi tuần rồi với 250 thành viên của cộng đồng Do Thái để thảo luận về mối đe dọa tiềm năng từ Iran và đã yêu cầu họ hãy tiếp tục theo dõi kỹ lưỡng bất cứ điều gì khả nghi. Giám đốc tình báo Hoa Kỳ cho biết Al-Qaeda gia tăng tại Syria có quan hệ quyền lợi với Iran. Hôm qua, vị cố vấn tình báo cao cấp của quốc gia tuyên bố với Quốc hội rằng Al-Qaeda đang khai triển hoạt động tại Syria có thể với sự trợ giúp của Iran. Giám đốc James Clapper của cơ quan tình báo quốc gia nói rằng Al-Qaeda và chế độ Iran có mối quan hệ quyền lợi. Khi dẫn chứng hàng loạt tấn công trong tuần này liên hệ tới Iran, ông Clapper cho biết Tehran có vẻ xem Al-Qaeda như là một sự bảo hiểm hay là một kẻ đại diện để chống lại sự gây hấn của Tây Phương trong tương lai. Sự công khai xác định này diễn ra khi các viên chức Mỹ điều tra việc phóng thích 5 thành viên Al-Qaeda sau nhiều năm bị quản chế tại gia tại Iran. Những tên này bao gồm cả Saif al-Adel, là người được cho biết là sẽ thay thế cho Osama bin Laden. Các viên chức Mỹ cũng còn điều tra về việc liệu rằng Syria có phóng thích Abu Musab al-Suri, vốn được xem là một trong những nhà chiến lược quan trọng nhất trong hệ thống khủng bố. Tên al-Suri bị bắt tại Pakistan hồi năm 2005 và bị CIA tạm giữ cho tới khi hắn được trả về Syria như là một phần chương trình đầu hàng gây tranh cãi. Cho tới gần đây, các viên chức Mỹ vẫn tin là hắn sẽ không được phóng thích bởi chính phủ Syria. Ông Clapper cũng xác nhận rằng các viên chức Mỹ tin là một tổ chức chi nhánh của Al-Qaeda chịu trách nhiệm cho hàng loạt vụ nổ bom tại Syria bởi vì các loại bom xe đều mang dấu hiệu của Al-Qaeda ở Iraq. Tổ chức này đang khai triển hoạt động tại Syria bằng cách trà trộn vào các tổ chức đối lập mà họ không hề hay biết. Ông Clapper cho biết sự thiếu một tổ chức đối lập thống nhất có thể tạo ra khoảng trống quyền lực mà các phần tử quá khích có thể điền quyết nếu chính phủ Syria bị sụp đổ. Một tình trạng mà ông gọi là rắc rối bởi vì Syria có một hệ thống bao quát gồm những khu vũ khí hóa học. Ông Obama gây quỹ được 29 triệu Mỹ Kim cho ban vận động và đảng Dân Chủ. Tổng thống Barack Obama gây quỹ được 29 triệu Mỹ Kim cho ban vận động của ông và cho đảng Dân Chủ trong tháng Giêng. Đó là tháng gây quỹ mạnh mẽ để đưa ông đi trước mức độ mà ông ấn định trong tam cá nguyệt chót của năm 2011. Số tiền gây quỹ của tháng Giêng đã đưa tổng số tiền gây quỹ của ông Obama trong chu kỳ bầu cử này lên tới khoảng 250 triệu Mỹ Kim. Trong 3 tháng cuối của năm 2011, ông gây quỹ trung bình được khoảng 23 triệu Mỹ Kim mỗi tháng. Kính thưa quý vị, sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự với Thi Nga. Thi Nga kính chào quý khán thính giả và mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự. Các vụ khủng bố xảy ra hồi đầu tuần tại Ấn Độ, Thái Lan và Georgia đều nhắm vào cơ sở và viên chức ngoại giao Israel, vì vậy bị chính phủ Tel Aviv gán tội cho Iran. Tehran chính thức bác bỏ, nhưng hôm 15 tháng 2, các nhà điều tra Thái Lan đã tìm thấy mối liên hệ giữa hai vụ khủng bố tại New Delhi và Bangkok đều do sử dụng lá nam châm. Ba vụ nổ bom tại thủ đô Bangkok do ba người cùng thuê chung nhà thực hiện, có dính líu đến Said Moradi, mang thông hành Iran. Một người bị bom nổ cụt hai chân, người kia trốn thoát sang Malaysia, còn một người thì đã bị bắt. Iran chuẩn bị hợp tác với Thái Lan để làm sáng tỏ vụ khủng bố hôm 14 tháng 2, trong khi Ấn Độ cho biết là chưa có chứng cứ để kết luận là cá nhân, tổ chức hay quốc gia nào đứng đằng sau vụ khủng bố nhắm vào nhân viên tòa đại sứ Israel tại New Delhi ngày hôm trước. Israel đứng thứ nhì trong việc cung cấp vũ khí cho Ấn Độ. New Delhi mua 12% dầu hỏa tiêu thụ từ Iran và đứng đầu việc bán gạo cho nước này. Âm mưu đặt bom vào chiếc xe của tòa đại sứ Israel tại thủ đô Tbilisi vào ngày 14 tháng 2 đã thất bại. Các tòa đại sứ Hoa Kỳ, Anh và Úc tại Bangkok khuyên công dân là cảnh giác khi tới Thái Lan. Giới lãnh đạo Iran công khai đe dọa tiến hành trả đũa toàn cầu nếu Iran bị tấn công, tuy nhiên bác bỏ là có liên quan tới các vụ đánh bom hồi đầu tuần này. Trận đấu võ mồm liên quan đến chương trình nguyên tử Iran có nguy cơ biến thành hoạt động khủng bố và hành động quân sự. Thi Nga tường trình cùng quý khán thính giả.
Kính thưa quý khán thính giả, chương trình phát hình của bản tin qua tình đốn xin tạm ngưng nơi đây. Xin quý vị vui lòng đừng rời máy. Bản tin qua tình đốn sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thương mại. Tin cập nhật. Thưa quý vị, một người đàn ông gốc Maroc, 29 tuổi, đã bị bắt gần khuôn viên Quốc hội Hoa Kỳ vào trưa hôm nay, 16 tháng 2, 2012. Theo FBI và nhân viên công lực, thì người đàn ông này mang chất nổ trong áo vest nhưng đã bị bắt giữ ngay. Ông tên là Amin El Khalifi, hiện sống tại thành phố Alexandria, tiểu bang Virginia, đến Hoa Kỳ từ năm 16 tuổi, hiện đang thất nghiệp. Được biết, El Khalifi không dính líu đến tổ chức khủng bố nào. Tuy nhiên, ông bị theo dõi trong nhiều năm qua vì đến Hoa Kỳ nhiều lần qua dạng visa, có các quan điểm cực đoan nhưng hoạt động một mình. Đó là theo tin của cơ quan phản gián Hoa Kỳ. El Khalifi bị nhân viên phản gián theo dõi đã khá lâu và gài bẫy để bắt. Trong thời gian qua, El Khalifi đã từng bày tỏ ý định dùng chất nổ để giết chết ít ra là 30 người. El Khalifi cho biết định cho nổ tại một tòa nhà cao ốc thuộc thành phố Alexandria hay tại một nhà hàng nơi có đông các quân nhân và nhân viên chính phủ đến vào giờ trưa. Hôm nay, thì El Khalifi đã bị bắt sau khi đến cầu nguyện tại một giáo đường Hồi giáo, rồi lên đường đến khuôn viên quốc hội để gặp một người trong tổ chức Al-Qaeda. Nhưng người đó lại là nhân viên của cơ quan phản gián Hoa Kỳ giả dạng để gài bắt.